음식 했으니까 이번에는 뭐에 대해서 할까요? 음식 말고 희망사항, 음악, 계획, 여행, 기회, 미래 계획. 미래 기회, 미래 계획. 네. 네, 어때요? 괜찮아요? 괜찮아요. 그러면 나는 베트남 한달 살기에 대해서 얘기할 거예요. 먼저 할게요. 1번. 나는 베트남 한달 살기를 계획하고 있습니다. 2024년 겨울 서핑 연수, 3차 서핑 연수를 발리에서 마무리하고 베트남에서 한달 정도 살 계획을 하고 있습니다. 그래서 베트남어를 열심히 배우고 있습니다. 이번에 베트남 한달 살기를 하면 관광지가 아닌 다른 곳에 생활하고 싶습니다. 베트남어를 배워서 베트남 사람들과 잘 대화해서 생활하는데 불편함이 없으면 좋겠습니다. 베트남은 여행하기에도 좋고 여러 가지로 한국과 문화적인 부분도 비슷하고 그래서 한달 살기 하는데 어려움이 없습니다. 그리고 무엇보다 겨울에 춥지 않다라는 것은 큰 장점이기도 합니다. 네. 자, 이제 탄나 미래 계획 얘기해 주세요. 팀베스로. 네. 그 hoạch trong tương lai của tôi là sẽ mỗi năm về Việt Nam một lần để thăm gia đình. Tôi sẽ làm việc ở Nhật mỗi năm, nhưng hàng năm tôi sẽ về Việt Nam vào những kỳ nghỉ lễ như là những kỳ nghỉ đông hay là những kỳ nghỉ hè ở Nhật Bản. Một kỳ nghỉ của tôi thì không có dài, chỉ có khoảng tầm 2 tuần, nhưng tôi sẽ xin phép thêm 1 tuần nữa để về Việt Nam, vì càng ngày bố mẹ tôi thì càng lớn tuổi nên tôi sẽ mong muốn được gặp bố mẹ nhiều hơn. Thực sự làm việc ở Nhật Bản thì mức lương cao hơn ở Việt Nam, nhưng công việc thì khá là vất vả. Nên hiện tại tôi cố gắng học thật nhiều để nếu có cơ hội tôi mong muốn về Việt Nam mở trung tâm ngoại ngữ và có thể sinh sống cùng bố mẹ tôi. Vâng. Nên...네. 많이 못 알아들었어. 자, 이번에는 한국어로 내가 물어볼게요. 타는 네. 일본에서 일하잖아요. 일본에서 일하고 있잖아요. 네. 앞으로 몇년더 일할 계획인가요? Can you translate to English so sometimes I못 don't understand? 알아들었어요. 아니야. 자꾸 도전을 해야 돼. 자, 그러면 다르게 물어볼게요. 네. 타는 베트남에 가면 어떤 일을 하고 싶어요? 외국어 센터 만나 고 만들고 싶어요. 싶어요? 네. 아, 그래요? 그럼 베트남에서 외국어 가르치고 싶어요? 네. 저는 제 고향
Esor, Quê Cúc Co, Centaur, Rune, Manaco, Siboyo.아, 좋은 계획이네요. 만약 외국어 센터를 만든다면 호치민이나 하노이가 좋을 것 같은데 어디에서 만들 거예요? 제 고향 호치민 하고 하노이 아니에요. 제 어디에? 고향 광양. 꽝하이에 만들 거예요? 네. 아, 꽝하이에 만들면 그 배울 수 있는 사람이 너무 적지 않나요? 그 외국어 센터를 만들면 사람이 많은 곳에 만들어야 되지 않을까요? 외국어 제 고향의 외국어 센터 많지 않아요. 많지 몰라요. 아, 그래. 잘 모르는데 배울 사람이 많아야 사업이 되지 않을까요? 센터에서 외국어를 배우러 오는 사람이 많아야 되는데, 꽝하이 인구가 몇 명이에요? 네. 하지만 매일매일 외국어를 공부하고 영어 밖에 중국어, 한국어, 일본어 공부하는 사람 많이 있어요. 아, 그래요. 많이 있어요. 네. 그래도 고민은 많이 해봐야 될것 같아요. 왜냐하면, 대도시에서는 자기의 미래를 위해서 외국어를 공부해서 그걸 바로 사용할 수 있지만, 중소도시에서는 외국어를 배운다고 해도 그것으로 미래를 선택해서 직업을 하거나 할 수가 없기 때문에 사람들이 많이 배우지는 않을 거라고 생각을 해요. 고민을 좀 많이 해봐야 될것 같아요. 생각, 고민, 생각 하는 생각을 많이 하면 좋겠네요. 그리고 다른 외국어 센터가 있는지도 한번 찾아보고. 어쨌든 좋은 계획을 세워서 꽝 아이에서 하더라도 잘 되길 바랄게요. 열심히 하면 잘될 거예요. 네네. 그러면은, 어떤 언어를 먼저 가르칠 거예요? 외국어 센터에서? 고등학교 가깝 가깝 외국어 만나고 싶어요. 고등학교에서 외국어 센터를 만나고 있어요. 고등학생은 대학에 공부하고 싶어요. 그래서 영어 학급 필요요. 네, 알겠습니다. 네. 좋아요. 우리는 언어 공부하기나 할 거예요. 자, 이 사진을 보고 이야기해요. 네. 도이세 노이가우 티행한. 네. 여기는 편의점이네요.
편의점 앞에는 오토바이 부대가 있어요. Trước cửa tiệm thì có hai cái chiếc xe máy tù tì Autobike tù tì Isuzu. Nè. Trước cửa tiệm thì có hai chiếc xe máy Pion. Do kỳ nương Pion e chôm ập Nè, Bini tiếng Việt cùng cho chú xéo. Trước cửa tiệm thì có hai chiếc xe gắn máy. Từ Tiếng từ kia từ kia su ấp xem em từ từ kia su ấp Nè. so an so dù Cho từ kia su ấp chú xéo. Ok, nè. ạ. Trước cửa tiệm thì có hai chiếc Ok, xe gắn máy. có thể hiểu. Dạ, kêu em xin lỗi, câu thiên biết. Này cửa tiệm này mở cửa từ 8 giờ sáng đến 5 giờ tối. Tối hôm nay Cửa mình tắm bạn đi phẩm cửa tiệm này thì mở cửa từ 8 giờ sáng đến 5 giờ tối. tám giờ yếu tôi xin thêm miệng Giờ full buổi chim đi tối. đó. Ikake nên do ton bù tho do ton si bù tho ochi ohu o ochi kachi dọn cô ý sao dùng ok. 8시부터 아침 5시까지 아침 열고 있어요. 오케이. 다음 주는 내가 알아들었네. 3 giờ. 다음 주는 알아들었어. 자, 대화합시다. 네. Tôi sẽ bán em sẽ bán hai. Chào Này. bạn, bạn đã dùng chữ về trang chùa. Chào bạn chưa? Nhưng tôi muốn thử một ngày nào đó. Bạn đã vẽ bao giờ chưa? Đó tôi thích về trang trang tư nhiên nhất. Tôi cũng thích cảnh tự nhiên. Bạn có thích tranh nghệ thuật trừu tượng không? Cũng tin một chữ nhưng tôi kỳ không hiểu ý nghĩa của nó. Đúng, nó có thể khá trừu tượng. Bạn đã từng tham gia lớp học vẽ nào chưa? Được, nhưng tôi đang suy nghĩ về việc này. Tâm trạng mô quả khúc. Đó là một ý tưởng tốt. Nó có thể giúp bạn phát triển kỹ năng và cảm nhận sâu hơn về nghệ thuật. Cảm ơn bạn. Rồi bạn có thể cho chú cho tôi một số khi chưa về là cô bên được không? Anh nhớ, k림 그려본 적 있어? Anion, Achik, An, Krot, Bosso, Kunte, Onchekanun, Heboko, Sipo, Nonun, Krim, Krobon, Chok, Esso.나는 주로 자연 풍경을 그리는 걸 좋아해. 나토, 자연, 북한은, 좋아해, 주산적인, 연순, 그림은, 좋아하니? 좋아하는 편이야. 근데 때로는 그 그림의 의미를 이해 못하기도 해. 마차 중중 주산적 기고 이해하기 어려운 수 있어 너는 어떤 드로잉 글에서 참 이해 본적 있어? 아직 안 해봤어. 근데 그런 거 참여해보고 싶은 생각이야. 좋은 생각
Iya Krom Neka To Manon Yesun Chok Ki Sun Qua Cam Các Cưng Cưng Ban Chon Si King Su Isun Koya.고마워. 그럼 기본적인 드로잉 기술 및 기술 중몇 가지를 소개해 줄수 있어? 티잉뱃으로 한번 내용 봐요. 네. 자반, 만다, 뚱뚱, 매짱, 초아, 매짱, 그림 그리다죠? 네, 그림 그렸죠. 나 뚱뚱, 그림 그려본 적 있어? 이렇게. 그럼 자반, 초아, 아니? 맞아요? 네. 능하지만 똘몽뚜 몽나이 언젠가 나도 언젠가는 무언 원해요 뚜뚜그뚜 뭐예요 뚜 고보다 아 해보다 몽뚜 해보다 해보다 반다베 바오지오 추아 너는 그렸어? 네 그림 그려봤어? 그럼 오, 오, 그래. 난 그리는 거 좋아해. 일단 깐 튜니안 자연이죠. 튜니엔 자연 풍경 그림 좋아해? 또 phải thân tự튜니엔 nhiên nhé, tự nhiên자연. 자 nhọn này깐 풍경 냐 제일 좋아해 배짠 nhiên này cha dọn tự nhiên안 뭐예요? 오케이 오케이 또 있고 나 또한 띠깐 추젠 다양한 풍경 좋아해 방코틱 너 좋아하니? 짠나 네투 그렇죠. 예술 여순. 추상 네. 쭈총 발음 맞아요? 네, 쭈총 주상. 네, 주상. 주상. 쭈총 여순, 추상 주상. 예술 그림 좋아해? 퐁띡뭐쭉 약간 뭐 좋아해? 약간 좋아하는데. 융하지만 너희 그거 홍유 이니야 약간 의미 의미. 뭐하노? 그림 의미 모를 때가 있어. 콩효 이해 안될 때가 있어. 네. 놀라 예추 추총 네, 그래도 주소 오케이 주산 적. 등 그래 노 고테 그거 고테 카 추총 가, 추상적인 거는 가. 이해하기 어려워? 매우 매우, 네. 어려워. 만다, 퉁퉁퉁, 땀자? 로폭? 네, 공부해? 하고 빼나오? 언제 그림 공부할 생각 있어? 했어? bạn đã từng tham gia lớp học vẽ này chưa? Cream공부해봤어? này해봤니? công bùa hàn chóc있어? ít này công bùa hàn좋아, 아니. 하지만 또이당 순이 생각 중이야. 베백, 담자 하는 거, 목고아학, 오아혹. 오아혹 tâm hiệp뭐예요? khoa học can ý응? can ý can ý강의, 뭐, 네 강의 듣는 거 생각해 본적 있어. 하는 중이야. 놀라못 이중 투 중토 그거 이통 좋은 생각이야? 네, 너 바로 보이 그거 듣고 곧에 지역 도와줄 거야. 네가 파천 이는 기술 발전하고 그리고 깜냔 사우혼 메네 듀 예술에 대해서 더
감상할 수 있는 것을 발전시켜 줄 거야. 까만반 고마워. 뭐 로이반 이 What did you do? 소개시켜 기순 줘 이거예요. 네 기톡과 기순 도이 모소 딱히 기기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 기
그할때 그림 그리는 기술을 나한테도 가르쳐 줘. 너콩 가르쳐 줄수 있지? 네. 아, 띵배수로 한번 해봐요. 네. 안녕, 그림 그려본 적 있어? Xin chào, bạn đã từng vẽ tranh chưa? 그래요. 안녕, 아직 안 그림 봤어. 근데 언제까지는 해보고 싶어. 너는 그림 그려본 적 있어? Xin chào, tôi vẫn chưa có vẽ thử tranh, nhưng một ngày nào đó thì tôi muốn thử. Bạn đã từng vẽ tranh chưa? Nanun Churro Chayon Hung Kyon Nun Kuri Nun Con Choa He. Vâng, tôi thì chu khá là vẽ vẽ phong cảnh. Tranh phong cảnh thì tôi cũng thích, Nato Chayong Bumkan Nun Choa He Susan Chokin Yesun Krimun Choa Hani. Bạn thì cũng thích tranh trừu tượng, tranh trừu tượng thì bạn thích không? Tôi thì thích tranh trừu tượng, còn bạn thì thích tranh trừu tượng không? Choa Hanun Pyong Iya Kunte Teronun Kukrim E Emirun Ihe Mok Hakito He. Tôi thì thích, nhưng đôi khi thì không hiểu ý nghĩa của nó. Matcha chong chong su sang chok ki go ihe haki oro un su iso no nun oton tu ro im ku le su e cham yo he bon chok iso. Đúng rồi, thì nó có tính trừu tượng nên rất là khó có thể hiểu. Bạn thì đã từng tham gia lớp học, bạn thì đã từng tham gia lớp học chưa? Đã thử tham gia lớp học chưa? Achik anh he bosso kunte kron ko cham o he boko sibun sen các hiyo. Tôi thì vẫn chưa có từng thử tham gia lớp học, nhưng tôi muốn thử, tôi đang suy nghĩ muốn thử tham gia lớp học. Cho sen các kia grim neka no manun yesun chok ki sun qua cam các cơn ban chon si kinh su x sơn coi ra. Suy nghĩ, bạn suy nghĩ hai đấy. Tranh thì có rất nhiều nghệ thuật, có tính nhiều nghệ thuật, kỹ thuật cơ bản. Bạn có thể bạn có thể chỉ tôi về tính nghệ thuật tranh cơ bản không? Komawo, Kurom, Kibon Chok, In,
Troing Kisun Chung Miệp Kachirun So Kê Hê Junsu Isok. Cảm ơn. Thì bạn có thể chỉ cho tôi một vài giới thiệu cho tôi một vài kỹ thuật cơ bản về vẽ tranh không? được được ok 자, 오늘 할 거예요 이게 오늘 10, 아, 12일이네 강력 뭐예요? căng góc là sức mạnh, căng góc끈막 sức mạnh,강조 아, 강조 뭐예요? căng chỗ căng chỗ căng chỗ là gì nhỉ?이따가 확인해 봐요 강남 강남은 강남 Can Nam là sông Can Nam, căng sông chỗ sông Nam sông Nam là nhấn mạnh em nói. Cangsu Can mùa su là mùa dòng sự kết tỏi. trước tết tới Cang Hoa Can hoa là thi hành. đi hả Thi hành à? ok Cứ 회사는 강력한 보안 시스템을 갖추고 있습니다. 회사는 강력한 보안 시스템은 갖추고 있습니다. Cái công ty này thì nó có kỹ thuật bảo vệ sức, có một cái có sức mạnh về hệ thống bảo vệ. Né. 이 문장에서는 강조된 단어를 찾아보세요. 이 문장에서는 강조된 단어를 찾아보세요. Bạn thử tìm cái từ vựng mà nó nhấn mạnh về trong cái câu này. Tu tu tìm chắc Thôi, chachaboseyo là kiểu là thử tìm. là thứ tệ ok. Thử tìm cái từ vựng mà nó nhấn mạnh trong câu này.강남에 있는 카페에서 친구들과 만나기로 했어요. 가나메 있는 카페에서 친구들과 만나기로 했어요. Thì tôi đã quyết định gặp bạn của tôi ở quán cà phê ở Can Nam. Ok. 오늘 강수량이 많을 것으로 예상이 됩니다. 오늘은 강수량이 많은 것으로 예상됩니다. Luyện tập nhiều thì nó tạo nên hoàn hảo. Hôm nay bạn luyện tập nhiều thì nó tạo nên hoàn hảo.이 테스트는 강화된 보안 시스템을 통해 진행됩니다. 이 테스트는 강화된 보안 시스템을 통해 진행됩니다. Thì cái bài kiểm tra này sẽ tạo thông qua cái hệ thống bảo vệ. Yeah, 이거 땡백 가요. 쭈쭈쭈쭈쭈 Càng rất맘매 mạnh mẽ, càng sâu nên mạnh mẽ sức냔만 mạnh, càng trồ nhấn mạnh,피아남성 càng sâu mạnh루옹무아 mưa, càng루옹무아 hoa củng cố.공포 네 티엔벳 읽어줘요 내가 해석할게요 Công ty đó có hệ thống bảo vệ sức mạnh. công ty도 có hệ thống bảo mật mạng mẽ회사는 이 회사는 강력 한 동바오 시스템을 가지고 있어요? 시스템 hệ thống. 아, 해통 오케이. 독. Hãy tìm từ được nhấn mạnh trong câu này. Hai tim từ độc nhắn mắn chung cao này là gì? Câu là chan mun, y Né? chan mun, y chan mun, À, y mun chan, y mun chan. à, 이 문장에는 강조된 단어를 찾아보세요. 네. 네, 오케이, 오케이.
Tôi quyết định gặp bạn bè tại quán cà phê ở Gangnam. Tôi cũng định gặp bạn bè tại quán cà phê ở Gangnam. 나는 강남에 있는 카페에서 친구를 만나기로 했어요. Dự kiến hôm nay sẽ có lượng mưa lớn. Dự kiến hôm nay sẽ có lớn mưa lớn. 오늘 강우량이 많을 것으로 예상이 돼요. Bài kiểm tra này sẽ được tiến hành thông qua hệ thống bảo mật được củng cố. Bài kiểm tra này sẽ được tiến hành thông qua hệ thống bảo mật được củng Củng cố. cố. Bài kiểm tra này sẽ được tiến hành thông hành mọi. Hệ thống tiến hành tiến hành là can hoa tên buồn system Càng hóa đến nè bài kiểm tra thông báo 아주 강화된 시스템입니다. 꽁꼬 뭐예요? 또 꽁꼬. củng củng cố chinh hen thêm 진행됩니다. 바이 겜짜. 바이 겜짜 뭐예요? 바이 겜짜. 뭐뭐 테스트 테스트 에세이 테스트 오케이 테스트 바이 겜짜 오케이 호텔유 바이 겜짜라 강화된 시스템으로 제 진행됩니다. 네네네네네 어려워요. 땡벳 tiếng Việt này저벤 son sen ním선생님 자딘 gia đình ca trúc자이 trung y Châu giỏi cho bức hai tạ bức thủ xong si châu cáo con gấu cáo cầm cầm cồm cồm nè읽어주세요. Giáo viên của tôi rất tận tâm và thông minh. Giáo viên của tôi rất tận tâm và thông minh. 우리 선생님은 tận tâm and 아주 똑똑합니다. 아주 네. 딴딴 뭐예요? 딴딴? 응, 땀땀. 친절하고? 땀땀. 홍비? 이따가 나와요. 이따 확인해 봐요. 땀땀 나중에, 나중에. 선싱 하다 성실하다. 네 일단 아주 성실하고 똑똑합니다. 오케이. Next. 똑. gia đình là nơi bạn luôn cảm thấy ấm áp và an toàn. Gia đình là nơi bạn luôn cảm thấy ấm áp và an toàn. Gia đình nơi bạn là h항상 말합니다. Bạn cảm thấy ấm áp따뜻한 느낌, 안전한 느낌 있어요? 안 전, 네, 안 전. 네. 뭐, 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 뭐,
네. J 아닌데 맞죠. J가 뭐였죠? Bạn có một tờ giấy trống không? À, 종이 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 Hàn Trung Ý. à, Ok.조금 아, 방금 뭐또또 J 뭐예요? 또 J Giấy Trung Y. Trung종이 Y.그 종이 좀 있어요? 네. Ok. Anh ấy là một người rất giỏi trong việc lập trình. Anh ơi là một người rất giỏi trong việc lập trình. Kêu는 아주 요청 백람 랍친 네. 정확한 백랍친 프로그램. 프로그램을 교통 라지 안 아, 아 뭐. 지올라 잘하다
스킬. 네, 잘해요, 가능합니다. 잘해요. 오케이. 엠틱. 읽어주세요. 독. Em thích gấu bông của mình rất nhiều. Em thích cao vông của mình rất nhiều. 나는 cao gom gom gomi Gấu bông teddy bear. Teddy bear? 아, 네. 가오 봉. 인형? 네. 아주 많이, 잔유. 많이 나의 좋아해요. 인형 테디베어를 좋아해요. 테디 비어. 네. 교사, 자벤, 자딘 교수 가족, 가족 야의 주의 종이, 주의 지오의 좋은 주의 숙련된 곰. 응? 나의 교사는 매우 열심히 일하고 똑똑합니다. 네, giáo viên của tôi thì rất là tận tâm và thông minh. 감탄 và thông minh, 네. ok. 가족은 항상 따뜻하고 안전한 곳입니다. Gia đình thì luôn luôn là ấm áp và an toàn là nơi. 안토안, 너는 빈 종이 한 장을 가지고 있니? 전 또 짜이? 네. Bạn có một tờ giấy trống không? 그는 프로그래밍에서 매우 뛰어난 사람입니다. Anh ấy thì giỏi, anh ấy là người giỏi cái việc lập trình. Để tôi dùng làm back back program. 네, 나는 내 program. 곰 인형을 아주 좋아해. 네, tôi thì thích rất thích lượng gấu bông Gabon. của tôi. Qua mình là chất nhất. À, 뭐뭐 하자고 한다, 뭐뭐인가 보다는 이거 한국어 문법인데. 저는 지금 졸려서 자고 한다. 이거 좀 이상해요. 홍백, 네. 내가 일찍 일어나 해서 지금 아니에요. 이거 이상해. 이거 이상해. 이거 이상해. 이거는 괜찮아요. 그 영화는 이것도 이상하다. 재미있는가 보다요. 그냥. 있는가. 홍백 뭐예요? Cái bộ phim này trông có vẻ thú vị. Bộ Bim là tư vị. này, Yogo, cái bộ phim này날씨는 좋은 인가가 아니라 좋은가 보다. 이런. 좋은가 보다. có thật biết thì ChatGPT가 녹 멍청해. 날씨가 thời tiết thì trông có vẻ là đẹp. OK. 자, 이거 내일 합시다. 여기. 나이마이 총따디. 똥따오? 네. 오케이. 오케이. 선생님, 내일 또 6시에. 6시 네. 보통 시작하시오. 네, 알겠어요. 수고했어요. 땀빼. 네. 감사합니다. 네, 미투.